Chưa ghé, ta không nâu, ta nâu giường ấy, nâu mà không biết làm ra hết. Mấy ngày đào đi học nó đó, chứ đi học một mấy bữa cái đào chứ. Ừ, nghỉ. Một chị này mất dễ sợ. Kiến từ trong nhà kiến ra bề là bạn từ trong nhà kiến vô tiệm cũ đó kiến, đúng không? Không, bạn nếu như kiến đi băng qua cái cống đó thì cũng được đó nha má. Đi qua đó băng qua chỗ của Sony vậy, cỡ nó cho mày sao. Thôi do kiến ái thầu chứ thấy gần ồn mà do cái đèn ra chị Sâm phải chạy về với con cá rồi nữa nên chị Sâm đi xe máy chứ chị Sâm vào rảnh rỗi thì chị Sâm có đi xe máy ra. Đi chứ cắt xe nhờ đi chứ để ra đây.
Không, kiểu như uống nắng đó kìa. Nóng nắng luôn cũng bể xe dầu Cũng... dầu Mà xe của Yến là thuộc vô xe. mới nữa. Xe mới mà không phải là xe, xe ngon luôn á. Cái xe nó nhanh lắm, nhanh sạc lắm. Giữ xíu không? Bé Hiền là trời cực chẳng đỡ và đi. Đi bộ xuống đây không? Đi bộ về thấy chưa? Bộ xuống tới đây chào cái gì nữa. Rồi tối 10 lên nhà Hiện Hiện nhạo đúng không, đi đường xa dễ sợ. Nhưng mà chỉ có lúc mấy người đi biển đi về ổng mới có bọn thôi chứ còn đang cái đường nhà ông Hiện xa quá. Hầu đi lên đây 5 ô cũng rất xa lát. Ông tháng ở nhà ông cũng vui đi biển đó đó. Cái mấy người đi biển về cái đi chơi liên tục. Cái sang cái mấy người đi biển rồi cái nghỉ đi ở nhà không đi chơi nữa. Sao đường xa quá đi gì. Hôm qua thế là ông đã sai rồi mà ông vẫn chạy đây nữa. Còn gì không? Hết rồi. Tới đây.